Mới đây, Seon Ri, cựu thành viên Big Bang đã bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù giam kèm khoản tiền mặt 1,15 tỷ won, 22,5 tỷ đồng vì tội môi giới mại dâm và đánh bạc khiến K-pop chấn động. Cũng từ đây, hàng loạt những tình tiết bên lề của vụ bê bối chấn động Bang In-sun đã bị dân tình đảo lại. Trong đó, sự kiện nổi bật nhất đó chính là phóng sự điều tra Strand của đài MBC, bóc trần toàn bộ sự thật về hộp đêm Bang In-sun của Seon Ri, cũng như bữa tiệc thác loạn có cả chủ tịch YG Entertainment Yang Hyuk-suk và Hwan Hana, hôn thê tại phía của Park Yo-chun. Câu nói, nếu YG thật sự sụp đổ sau kiện tụng, đây có lẽ là đòn giáng mạnh vào ngành giải trí Hàn Quốc, cũng đã bị đào lại. Một nhân chứng cho biết, Yang Hyuk-suk và một nghệ sĩ của YG đã chờ các nhà đầu tư ở nhà hàng hàng cao cấp tại Gangnam. Nghe nói đây là nơi chiêu đãi giới siêu giàu châu Á theo yêu cầu của YG. Có ít nhất 3 cuộc gặp gỡ giữa quan chức YG và các nhà đầu tư trong 3 ngày 2 đêm. Sau khi ăn xong, họ sẽ đến MB Club ở Gangnam, được cho là thuộc quyền sở hữu của Yang Hyuk-suk. Tại đây có đến 25 người phụ nữ tiếp đón 8 người đàn ông, bao gồm cả người của YG và các nhà đầu tư. Có ít nhất 10 cô gái làm việc ở cơ sở giải trí người lớn do nhân vật Madam Jung điều đến. Yang Hyuk-suk đứng trên lan can và quan sát mọi việc. Các nhà đầu tư nước ngoài chọn lựa các cô gái và vào phòng riêng, không trở ra cho đến tận tối hôm sau. Gây sốc nhất đó chính là vị hôn thê tài phiệt thị phi của Park Yo-chun, Hwan Hana, cũng có mặt và là một trong những khách mời tại bữa tiệc ở Club MB. Sau khi phóng sự điều tra được phát sóng, cả Seon Ri và Yang Hyuk-suk đều phủ nhận liên quan đến chuyện môi giới mại dâm, cho biết họ chỉ được mời đến bữa tiệc. Tuy nhiên đến nay, dân tình đều nghi ngờ tính xác thật của lời phủ nhận này. Phóng sự này cũng đã bóc trần sự thật về hộp đêm Bang In-sun của Seon Ri. Không chỉ Seon Ri mà cựu chủ tịch YG Entertainment Yang Hyuk-suk cũng lên thớt. Ông đã tham dự phiên tòa đầu tiên liên quan đến cuộc điều tra BI. Trước đó, bố Yang đã bị buộc tội đe dọa nhân chứng của vụ án là nữ thực tập sinh thị phi Han Seo-hee, tình cũ của Top Big Bang. Dù vậy, cựu chủ tịch YG không xuất hiện mà chỉ cử luật sư đến. Tuy nhiên, một thời gian sau, Han Seo-hee đã rút lại lời khai, khiến cảnh sát không thể điều tra thêm. Đến năm 2019, nữ thực tập sinh một lần nữa tiếp tục làm chứng cho vụ việc, đồng thời tố cáo Yang Hyuk-suk đã đe dọa khiến cô phải đổi lời khai. Phía công tố viên cho biết theo kết quả điều tra, sau khi tố cáo BI, Han Seo-hee đã bị Yang Hyuk-suk tìm gặp và đe dọa rằng cô phải là một đứa trẻ ngoan, cô không thể là một đứa trẻ xấu xa. Tôi có thể xem mọi bản ghi lời khai nên hãy thay đổi lời khai đi. Có vẻ cô là người sẽ ở lại ngành giải trí, nhưng với tôi chẳng có gì to tát nếu loại bỏ một đứa trẻ như cô. Han Seo-hee đã chụp lại một bức ảnh trong thang máy tại YG Entertainment vào đúng ngày thay đổi lời khai làm bằng chứng. Han Hyuk-suk cũng bị cáo buộc cố gắng đưa Han Seo-hee ra nước ngoài thông qua mối quan hệ với CEO công ty của nữ thực tập sinh lúc bấy giờ. Tuy nhiên, vị CEO này hiện đã bỏ trốn nên không thể điều tra. Đáp lại những cáo buộc của công tố viên, đại diện của Yang Hyuk-suk đã phủ nhận toàn bộ. Luật sư của cựu chủ tịch YG cũng cho biết đúng là giữa Han Seo-hee và Yang Hyuk-suk có một cuộc hẹn, nhưng không hề có sự đe dọa nào. Do đó, phiên tòa tiếp theo sẽ được diễn ra vào ngày 17 tháng 9 tới đây.